Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ gửi đến cho các bác một mẫu xe đua hiệu Sava, một chiếc xe mà gần như là quái vật của cái dòng Sava này luôn. Được sở hữu full tất cả là carbon luôn, từ khung này đến cọc yên của Ford, ghi đông, hai cái vành đều là carbon. Sở hữu full group Shimano Countega. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Như các bác thấy là tất cả từ cọc yên này đến khung này hoàn toàn là bằng carbon luôn. Xe này thì em mới lấy về, bọn em cũng chưa vệ sinh gì nhiều. Và các bác đánh giá, các bác xem là cái xe này còn rất là mới, còn sơn chứ. Của Ford, đi đâu họ làm bằng carbon hết. Tay nắp Countega, phanh ba mảnh. Cặp vành cao bản này nó phải cao tầm 8-9 phân, các bác nhìn trông nó rất là ngầu luôn. Lốp Dolomit 700x23C. Gạt đĩa, đùi đĩa đều là của Countega. Dòng Countega này thì chắc là em không cần phải nói nhiều, các bác biết là cái độ đẳng cấp của cái dòng Countega này. Cái tổng thể chiếc xe trông nó rất là chất luôn. Và bây giờ em sẽ vào đo size cộng test chuyển động để cho các bác xem. Đoạn size của chiếc xe là từ khóa khóa cọc yên đến tâm trục đạp là 45 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Và chiếc xe này là size S, là phù hợp với các bác từ 1m65 đến 1m75 đi là phù hợp. Lip 11 tầng, lip 2 tầng cho 20 tốc độ. Động của chiếc xe này rất là mượt mà. Máy ư đi vòng túi đổ. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán, tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có, thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video.
Vâng, và chiếc xe đang có giá bán bên em là 26,9 triệu. Bao ship toàn quốc cho tất cả các bác nào chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943 để nhân viên em tư vấn. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Ngoài ra các bác hãy ấn đăng ký kênh và ấn chuông để xem được những chiếc xe đẹp khác em đưa lên trên kênh. Xin chào các bác.